Ngày 12 tháng 3, đại diện công an tỉnh Long An cho biết đã ra thông báo gia hạn tạm giam đối với Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi và Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi cùng ngụ xã Hòa Khánh Tân, huyện Đức Hòa, Việc gia hạn tạm giam ba bị can trên để đảm bảo tố tụng trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, thời gian gia hạn tạm giam đến ngày mùng 4 tháng 4 năm 2022. Ngoài ra, việc gia hạn tạm giam để cơ quan điều tra làm rõ nhiều đơn tố cáo của người dân liên quan đến việc nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai chiếm đoạt tài sản và luận luận theo Công an tỉnh Long An, thời gian gần đây, cơ quan điều tra nhận được rất nhiều đơn thư của các tổ chức cá nhân liên quan những sai phạm ở hộ của bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ. Những phản ánh chủ yếu xoay quanh các hành vi có dấu hiệu lợi dụng từ hình thức tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân và loạn luận vào đầu tháng 3 năm 2022, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nhận được đơn tố cáo của chị HTH sinh năm 1996, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tố cáo có một số đối tượng lừa bán ra nước ngoài. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện cái chủ mưu trong đường dây là Kha Thị Vân, sinh năm 1981, chú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đang trốn ở nước ngoài các đối tượng có liên quan là Lê Thị Ngọc sinh năm 1988 chú huyện Kỳ Sơn và Lô Văn Cầu sinh năm 1981 chú huyện Tương Dương là chú ruột của Ngọc. Trong đó Ngọc là người dắt mối chị HTH, còn Cầu là đối tượng chuyển giao nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, Ngọc và Cầu thừa nhận hành vi buôn bán người qua biên giới. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã khởi tố vụ án, bàn giao đối tượng Cầu cho cơ quan chức năng xử lý, còn đối tượng Ngọc do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Liên quan đến vụ án tham mô tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển và Môi trường Cao Bằng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và bắt tạm giam đối tượng Ma Thị Thu Hằng, sinh năm 1971, chú thành phố Cao Bằng, nguyên kế toán trưởng công ty, đã nghỉ việc từ năm 2017 về tội tham mô tài sản. Hằng là bị can thứ 5 bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cao Bằng khởi tố liên quan đến vụ án này. Công an huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện tại bãi nuôi ngao ở xã Vinh Quang. Trước đó vào ngày 11 tháng 3, người dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng phát hiện một thi thể nam giới tại bãi nuôi ngao trên địa bàn. Nạn nhân khoảng 40 đến 50 tuổi, thi thể bị trói vào một tảng đá thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân đã bị phân hủy trên người không có giấy tờ tùy thần